Hello, xin chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đã trở lại kênh của mình. 6 phiên giao dịch đầu tuần hôm nay là một phiên thị trường giảm rất nhiều anh chị nhé. Thị trường giảm ở mấy ạ? Thị trường giảm ở chúng ta thấy rằng là ở giảm 15.32 điểm, tương đương 1,202%. Là một mức điểm mà theo quan điểm mà chúng ta nhìn đấy chúng ta cũng thấy thôi. Đúng không ạ? Mức độ giảm điểm như vậy thì nó khá lớn. Và trong đó thì ngoài cái thị trường chúng giảm điểm nhiều thì cả nhóm ngành anh chị biết rồi là có thể nói là giảm rất nhiều, đặc biệt là cả cổ phiếu liên quan dòng bất động sản, cổ phiếu xây dựng đấy. Và trong một cái bối cảnh thị trường chúng giảm điểm như vậy, nhưng mà ví dụ như bên mình chẳng hạn thì rõ ràng là tài khoản vẫn nở lên. Thị trường giảm hơn 15 điểm nhưng mà nói không phải chìm gió với anh chị, nhưng thực tế ra là tài khoản của mình vẫn tăng giống như là thị trường tăng đâu 30 điểm đấy, thì có thể nói là chạm gió nhưng đó là thực tế đấy. Còn trong những giai đoạn như thế này chúng ta không nên nói gì nữa, mà chúng ta nói câu chuyện vào phiên ngày mai ngày kia như thế nào, thì đó chính là nội dung mà chúng ta cần quan tâm trong cái video hôm nay anh chị. Và mình quan sát thấy rằng là nhóm ngành dầu khí nó khá đạt ok rồi anh chị nhá. Thì quan điểm của mình là có thể phiên ngày mai hoặc ngày kia gì đó là cổ phiếu nhóm dầu khí nó sẽ chạy. Do đó là mình tranh thủ làm một cái video mình phân tích để anh chị có cơ hội tham gia. Đặc biệt là những anh chị nào mà có cổ phiếu có thể đang thua lỗ nhẹ, anh chị có thể chuyển qua cơ cấu qua những cổ phiếu trong dầu khí. Và những anh chị nào có thể đang còn tiền thì anh chị có thể tham gia. Mục đích của mình ở đấy thì để có thể là giúp cho anh chị có thể tìm kiếm thêm cái lợi nhuận trong một giai đoạn thị trường khó khăn thế này. Còn bây giờ ví dụ cả cổ phiếu mà có thể nói lên rất cao như ngành phân bón, ngành hóa chất, ngành thủy sản hay là cả cổ phiếu bán lẻ, thì thực tế ra là nhiều nhà đầu tư có lợi nhuận rất ok. Ví dụ như mình chẳng hạn có lợi nhuận rất ok anh chị ạ. Nhưng mà anh chị để tham gia được thì rõ ràng bây giờ nếu như anh chị chưa tham gia thì anh chị sẽ rất là khó để có cái cơ hội để tham gia được. Đó, chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu và thông cảm với nhau ở những đoạn như vậy. Rồi, còn phiên hôm nay thì ở nhìn ở đây anh chị thấy rằng là có nhóm thép của nó có sự phục hồi này. Ví dụ Nam Kim phục hồi khá ok này. Và nhóm ngành dầu khí thì chúng ta tí nữa phân tích kỹ, nhưng chúng ta thấy rằng là ví dụ con PVS chẳng hạn là nó chạy đánh những ngày trong phiên ATC sẽ rất khó, đúng không ạ? Rồi là cả cổ phiếu khác như là bất động sản thì hôm nay có thể nói là giảm rất nhiều đấy, cả cổ phiếu dòng bất động sản giảm khá nhiều anh chị nhá. Rồi ngoài ra thì có nhóm ngành xây dựng hôm nay giảm rất lớn đấy, giảm khối lượng giảm rất lớn. Và nhóm ngành nào nữa, nhóm ngành khác ví dụ như là phân bón thì nó vẫn cho một cái lợi nhuận rất ok. Rồi thủy sản nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Đấy thì vân vân và vân vân. Đó là câu chuyện về con mức độ biến động ở đấy. Thì anh chị thấy rằng là cái mức độ biến động này anh chị thấy ở đấy, anh chị thấy một yếu tố rằng là gì ạ? Hầu hết các cổ phiếu dòng bánh giảm khá nhiều và dòng bất động sản khá nhiều anh chị này. Đấy, chủ yếu là bất động sản và xây dựng và gì ạ? Và chứng khoán kèm theo đó nữa là bánh. Đấy, đó là mức độ. Còn nước ngoài thì những cái này chúng ta anh chị tự tìm hiểu được thôi, còn chúng ta thấy rằng là họ vẫn mua những cổ phiếu như thế nào đấy, thì đấy là chúng ta tham khảo thêm thôi. Còn những người thanh khoản hôm nay mà nó có liên quan đến những câu chuyện về những gì ạ, hôm nay là một phiên có thể nói rằng là liên quan đến câu chuyện về thông tin về anh Quyết, đúng không ạ, tất cả vân vân tất nhiên mình thì mình cũng không quan tâm những cái đó, anh chị xem thêm, nhưng mà đó là yếu tố thông tin. Thì có một khách hàng của mình có nói rằng là ngày xưa mà không có thông tin, muốn có thông tin thì chúng ta đọc báo. Còn muốn có trí thức thì chúng ta, muốn có kiến thức thì chúng ta đọc báo. Còn bây giờ thì muốn đọc báo thì phải có kiến thức. Mình cho rằng là một cái câu như vậy cũng rất là hay. Còn đóng trong những giai đoạn như vậy thì nó rất khó để chúng ta mà phân biệt được cái tín thật, tín giả, rồi thì trách xử lý thông tin như thế nào, thu thập, xử lý thông tin. Thì đó là tùy vào khả năng của từng người. Còn điểm số hôm nay thì nói lại là gồm cả cổ phiếu như Vinhome, Vinamilk hoặc là GVR, rồi là Hòa Phát, VPBank, Novaland, Bits vân vân, thì những cổ phiếu này chúng ta cũng không tham gia được, đúng không? Và chúng ta tham gia những cổ phiếu này chúng ta không có lợi nhuận, do đó chúng ta không quan tâm nhiều. Còn cả cổ phiếu liên quan bán lẻ anh chị này, và công nghệ thông tin này, đàm này, điện này, năng lượng này, đúng không? Đấy, và trong danh mục này thì bên mình vẫn có khá nhiều cổ phiếu rất ngon này. Đấy, mình có phân tích rồi, đúng không? Đấy, thì về đó là về tổng kết phiên thì chúng ta có một góc nhìn quá như vậy thôi. Còn đối với trở lại về yếu tố kỹ thuật á, thì anh chị thấy rằng là về yếu tố kỹ thuật thì anh chị mà theo dõi video của mình thường xuyên thì anh chị cũng thấy trong giai đoạn thị trường đang những giai đoạn này thì mình cũng đưa ra những cảnh báo rằng là thị trường sẽ có sự rung lắc ở vùng này là chắc chắn.
Đấy, và mình cũng có đưa ra ví dụ rằng là nó sẽ khá giống với giai đoạn này. Tức là giai đoạn này nó đã có những phiên kéo lên như phiên này chẳng hạn, phiên gì, phiên ngày 23 tháng 3 nó kéo lên không thành nhá, thì sau đó nó bán ngược lại. Và sau những quả bán ngược lại thường là thị trường sẽ có rũ bỏ, và mình cũng đã cảnh báo những giai đoạn này rồi. Đấy, tất nhiên thì giai đoạn thị trường của chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều. Và chúng ta quan tâm cổ phiếu thôi. Còn bây giờ nói thị trường phân phối hay là thị trường thế nào thì rõ ràng là bây giờ ví dụ dòng nào phân phối. Đúng không? Dòng nào chúng ta có thể tham gia. Trong bối cảnh thị trường giảm nhưng mà cũng có nhiều anh chị xem anh chị để ý rất biệt, rất rõ. Có nhiều cổ phiếu mà cho lợi nhuận rất tốt, đúng không ạ? Đấy, phân bón này, DGC này, hải sản, thủy sản này, đấy, bán lẻ này, vân vân. Đấy, thì đó là chúng ta bây giờ không nói những câu chuyện đó nữa bởi vì nó đã quá rồi, nhưng không còn điểm vào. Ai có thì chúc mừng thôi, còn ai mà không có thì chúng ta phải tìm kiếm một cái cơ hội khác. Đấy, còn cái thị đóng cửa phía hôm nay chúng ta thấy rằng là khối lượng lớn. Nhưng mà thị đóng cửa nó là khá nhập nhằng anh chị nhé. Đấy, nó nằm trên MA 10 ngày nhưng mà nó nằm dưới MA 50 ngày. Thì nó tóm lại là nó nằm trong một cái thế khó xử đấy. Đấy, còn nếu nói về phân tích gì thì đó chúng ta thấy rằng là nó vẫn thị trường chứng khoán đang nằm trong tiền trong một cái tam giác hẹp thế này, nó tiến dần về ở trong một cái khung của tam giác hẹp này anh chị. Đây mình vẽ cho anh chị xem, nếu muốn nói về anh chị nào thích vẽ vời thì vẽ như thế này đấy. Đó, kiểu nó là như vậy. Thì có thể là nó, nếu mà nếu nó xấu thì nó có thể là đạp về vùng đường xu hướng này, sau đó nó kéo lên đấy, nó test lại hay không, nó lên được hay không. Và có khả năng nữa là nó có thể cân bằng ở vùng nào chưa biết, nhưng mà nó sẽ đi ngang trong cái theo hướng để hẹp dần về góc của tam giác này. Thì đó là về câu chuyện thị trường nó như vậy, đúng không? Đấy. Còn nội dung thứ hai nữa là chúng ta cùng phân tích cái cổ phiếu dòng dòng để anh chị có thể tham gia được, đó là dòng phải dầu khí. Tất nhiên thì quan điểm của mình để tham gia được thì đó chúng ta phải phân tích được cái sự vận động của nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đấy thì mình nói là nói giai đoạn hiện nay. Còn nếu mà chúng ta ra nói giai đoạn này thì mình đã vẽ từ những giai đoạn này thì chúng ta không nói câu chuyện này nữa. Đấy. Nếu như mua tới những điểm mua đúng này thì chúng ta nói với nhau từ từ nào ạ? Từ tháng 2 rồi, từ 20 tháng 2 là chúng ta đã nói với nhau những câu chuyện này rồi. Và mình nhớ rằng là những giai đoạn này mình có vẽ thế này, là mình còn rất nhớ là cổ phiếu này mình có vẽ thế này rồi. Đấy. Không biết anh chị nào theo dõi video anh chị để ý không? Còn đề đấy là điểm mua. Đây là điểm mua sớm, còn đây là điểm mua chính. Đấy. Còn nếu như mà nói về giai đoạn hiện nay thôi, ta nói có chuyện hiện tại, có chuyện quá khứ chúng ta không nói nữa. Thì về hiện tại thì chúng ta vì sao thì quan điểm của mình thì nhóm ngành dầu khí nó sẽ sắp chạy. Thì chúng ta thấy thế này. Khi cổ phiếu đã tăng từ giá 30 lên giá vùng 39 anh chị ạ. Đấy, tức là nó đã tăng chín giá. Đấy, thì sau quả nó đang rõ ràng là nó sẽ thường là quá trình thường cổ phiếu tăng lên một giai đoạn như vậy thì nó sẽ có quá trình rũ bỏ. Và mức độ rũ bỏ đấy chúng ta thấy là mức độ rũ bỏ đấy khá nhưng khá mạnh. Và rũ bỏ đấy thì những phiên như phiên này là phiên kéo lên. Kéo lên đóng cửa cao nhất phiên. Thì ý của nó là rằng ý là nó và sau quá trình đó là nó cân bằng ở vùng này nhá, ở 1 2 3 4 5 phiên. Đấy, 5 phiên. Thì chúng ta thấy rằng là thường là nó cân bằng ở đấy và phiên này sẽ là phiên mua. Đấy, mình thì mình vẫn mua phiên này. Đấy, như hôm nay thì huê vốn rồi nhưng mà mấy như sáng này thì vẫn lỗ. Đấy, mình thì mình vẫn cầm bởi vì là câu chuyện ở đấy là mình hiểu được nó giảm nhưng mà những giai đoạn test line anh chị thấy là khối lượng ở đấy anh chị vẫn thấy nhỏ nhá, cái khối lượng đấy anh chị này, đấy anh chị thấy khối lượng vô này không, khối lượng này test line nhỏ. Và những giai đoạn test phía sau này nữa chúng ta thấy phiên sáng nó vẫn test xuống đạp xuống phiên hôm qua và phiên hôm nay là phiên test line cái vùng đáy này, đấy phiên này này, phiên hôm qua phiên này là phiên test line và khối lượng vẫn nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng là phiên này là cổ phiếu là đánh ngay ATC, đấy, đánh phiên ATC kéo từ giá 34 mấy và về giá mấy 36.1 đấy. Thì nó đã trong một thế này rồi. Vậy thì cổ phiếu này chúng ta thấy rằng là nó đã xác định được nhá, nó đã rũ bỏ và nó cân bằng lại được và nó test lại thành công như thế này thì khả năng để chúng ta tham gia vào phiên ngày mai thì rõ ràng nó rất cao. Bên mình vẫn lấy phiên ngày 22 tháng 3 và có lỗ nhẹ trong cái giai đoạn vừa rồi anh chị cũng biết. Nhưng mà đáng lẽ đã cổ phiếu này nó tăng từ cái phiên ngày 22 tháng 3 đấy. Nhưng mà vì sao về phiên sáng, bởi vì phiên sáng mình lấy lúc 9 rưỡi là hơn 3 triệu cổ phiếu anh chị, mình vẫn cho lấy lúc 9 giờ 30 và hơn 3 triệu cổ phiếu là ok rồi. Nhưng mà cái tốc độ duy trì cái đà khớp lệnh đó nó không duy trì được sáng phiên chiều, và đặc biệt là từ cuối phiên sáng sang phiên chiều nó không duy trì được thì dẫn đến là nó đóng cửa không ok và khối lượng nó vẫn không đạt, thì dẫn đến là nó tẹt lại ba phiên vừa rồi và phiên hôm nay cũng là phiên nhúng xuống tẹt ở đây và phiên này kéo lên.
thì anh chị có thể tham gia vào những vùng này được đấy. Và muốn ok hơn nữa thì anh chị xem là gì ạ, anh chị chờ nó chứ, bứt cái vùng giá 37 đấy, hôm trước là 36 anh chị nhé, hôm trước là bứt giá 36 và lấy là chứ đã test lại, nhưng mà hôm nay thì huê vốn, nhưng mà hôm mai thì rõ những ngày mai chẳng hạn là nó bứt giá 37 và khối lượng lớn đấy lớn thì anh chị tham gia. Và muốn chắc ăn hơn nữa thì anh chị phải chờ khối lượng hợp lệnh khoảng buổi sáng á, lại phải 10 triệu của đỡ lên. Hôm qua thì hôm ngày 22 tháng 3 thì mình có nói là chứ hơn 5 triệu, nhưng hơn 5 triệu nó vẫn chưa đạt, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chờ cái khối lượng nó phải đạt từ 10 triệu trở lên và khối lượng tăng vượt vượt giá 37 này là chúng ta lấy được. Anh chị lưu ý như vậy. Như vậy tăng giá kèm khối lượng lớn chúng ta thể lấy được. Và một cái lưu ý nữa là cổ phiếu này chẳng hạn, anh chị lưu ý rằng là khả năng này lên vùng giá 338 này anh chị này, hoặc là 39 gì đó. Nói tóm lại lên cái vùng này ấy, thì khả năng để vùng trên nào đến đây chúng ta chưa biết, nhưng mà nó sẽ lên một vùng này nó cân bằng mất khoảng 3 4 phiên gì nữa đó là nó mới vượt được vùng đỉnh này đấy, chứ không phải là mua để nó lên một mạch luôn là khả năng nó rất khó, nhưng mà cũng có khả năng nó vượt đỉnh luôn sao thì cũng có, lên một vùng 4142 nó cân bằng cũng có, nhưng mà nó kiểu gì thì nó cũng phải cân bằng một số phiên đấy. Nhưng mà chiến lược chúng ta ban ngắn ở đấy á, anh chị lưu ý rằng là như phiên ngày mai nó vượt được vùng giá 37 và tầm khoảng 11 giờ chẳng hạn, thì anh chị lưu ý rằng là khối lượng và lớn được trên 10 triệu thì đó là anh chị lấy được anh chị nhá. Đấy, nó trần anh chị vẫn lấy đấy, ví dụ cổ phiếu này trần càng tốt, trần mà khoảng 20 triệu cổ thì đang càng tốt đấy, như vậy thì quá chắc ăn đúng không ạ. Đấy, còn nếu chúng ta muốn muốn có một cái giá tốt thì đó là muốn có một cái giá tốt thì chúng ta phải 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 chấp nhận là cái rủi ro nó cao hơn thôi. Ví dụ như mình lấy từ phiên 22 tháng 3 thì đó là lúc đó giá 9 giờ 30 thì giá nó ok, nhưng mà khối lượng nó rủ xuống nó chơi thêm mệt mỏi đấy, đó là cái cách đúng không ạ. Tiếp theo nữa là mình phân tích con PVD đấy, anh chị cũng thấy này, sau quá trình tăng từ vùng nền này anh chị nhé, tăng vùng nền từ 32 32 và lên 7 lên 40 thì nó có quá trình rủ là ngược lại đấy, rủ ngược lại và rủ ngược lại anh chị thấy ra nó có quá trình tẹt tẹt lại như phiên hôm qua và phiên hôm nay chẳng hạn, là chúng ta thấy là khối lượng vùng này vẫn nhỏ xuống đúng không ạ, khối lượng vùng này nhỏ xuống và nó là kéo lên. Thì như những cổ phiếu này thì nó vượt vùng giá 37 này này. Đấy, vượt vùng giá 37 này. Và khối lượng khoảng hơn 10 triệu cổ là anh chị lấy được. Đấy. Để chắc cái đó chúng ta bây giờ phải chuyển cái thời gian nó lên. Chuyển cái khung thời gian lên khoảng tầm 11 giờ. Đấy, 10 giờ rưỡi giờ 30 đến 11 giờ mà khối lượng khoảng tầm 10 triệu. Đấy, 7 7 triệu, tầm 7 triệu đến 10 triệu, tầm giá gì khối lượng giá như vậy thì chúng ta lấy được. Và vượt giá 37 là chúng ta lấy được nhá. Anh chị nhá. Đấy, vì sao? Thì giống như phân tích thôi. Rủ này, tẹt này, kéo lên nhưng giá đoạn kéo lên đấy không có khối lượng, nhưng giá đoạn phục hồi không có khối lượng thì cổ phiếu thường có quá trình tét lại này, quá trình tét lại và tét lại với khối lượng nhỏ và phải có phiên phục hồi thế này thì chúng ta ok. Chị lưu ý nhá, đó là PVD. Tiếp theo là BSR, nhiều cổ phiếu nhưng mình chọn ba cổ phiếu này thôi anh chị nhá. BSR anh chị thấy là những giai đoạn chúng ta thấy rằng là nó đi lên rất lỏng lẻo, đã có đi rủ bỏ đấy và rủ bỏ đấy, và chúng ta thấy rủ bỏ khối lượng lớn thế này nó cân bằng khối lượng nhỏ, nhưng cân bằng ở đấy khối lượng nhỏ thì đáng lẽ ra là phiên mua ở những phiên này này, phiên 18 tháng 3 này và 19 21 tháng 3 chúng ta vẫn mua được này, nhưng mà những phiên này chúng ta không mua vì khối lượng quá nhỏ, và khi cổ phiếu phục hồi với khối lượng quá nhỏ thì nó có xu thế cái tẹt lại đây, tẹt lại và chúng ta thấy rằng là tẹt lại với khối lượng rất bé. Phiên hôm qua phiên phiên thứ sáu, phiên thứ năm vừa rồi anh chị thấy là gần như không có khối lượng, kiệt khối lượng, thì phiên hôm nay nhá chúng ta thấy rằng là nó đóng cửa cao nhất phiên và khối lượng có được cải thiện đấy, thì phiên hôm nay chẳng hạn đó là một phiên mua sớm đấy. Còn cổ phiếu này mà vùng giá 27 này cộng trừ 1 tỷ anh chị vẫn chấp nhận lấy được. Đấy, tất nhiên mà nếu như xấu quá thì nó có thể về vùng giá 26 này chúng ta phải chấp nhận khoản thua lỗ như vậy. Đấy, nói ở đây là chúng ta đang nói theo cái thế tích cực. Còn khi mà xấu cả thì thị trường bán tháo thì đó chúng ta thấy nhá. Cổ phiếu nào nó còn rơi, gần như là cổ phiếu nào nó còn rơi thì anh chị chấp nhận những cái rủi ro như vậy thì anh chị vẫn chấp nhận được đúng không ạ. Còn nếu muốn ok nữa thì nó vượt khoảng 27.5, một khối lượng lớn khoảng tầm 10 triệu cổ của phiên 11 giờ, tầm 11 giờ anh chị lấy được đấy. Thì đó là về phân tích của nhóm ngành dầu khí thì mình chọn ba con đấy, PVS, PVD và BSR, anh chị căn cứ để tham gia. Ngoài ra cả cổ phiếu khác ví như con gạt chẳng hạn, gạt khá ok gì khối lượng thì kiệt đấy, khối lượng khá kiệt rồi. Nhưng mà con này muốn tham gia được thì theo quan điểm của mình nó phải vượt vùng giá 116 này thì chúng ta phải tham gia thì hay hơn. Đấy, đó là cái cách giao dịch như vậy anh chị. Đó là về cổ phiếu nhóm dầu khí thì mình nói quá như vậy là anh chị thấy. Ngoài ra là có cổ phiếu thép này anh chị nhé. Hóa Sen hôm nay chúng ta thấy rằng là nó đã cân bằng cái ở vùng này và giá đóng cửa là đã gần là khá chặt. Mấy phiên gần đây chúng ta thấy là khối lượng nó
đóng cửa thì nó sẽ là khá khá chặt nhá. Cổ phiếu đi lên rũ bỏ cân bằng và gì à, cái vùng này nó đã test lại phiên hôm qua phiên hôm nay, tất nhiên cái khối lượng nó hơi lớn, nhưng mà những cổ phiếu này bây giờ chúng ta phải căn cứ, nếu vượt giá 39 khối lượng lớn chúng ta lấy được, vượt giá 39 là anh chị vẫn có thể lấy được này. Hoa Phát thì anh chị không nên tham gia, bởi vì Hoa Phát thì đóng rổ viên 30 nó khá khó. Nam Kim thì ok nhất. Anh chị nào theo dõi video thì anh chị thấy rồi, à, Nam Kim thì mình nói là con Nam Kim nó phải lấy, nếu như từ vùng dưới này chúng ta không nói về với nhau là gì nhá, những giai đoạn phân tích ở đấy thì mình đã nói rồi, chúng ta không không nói giai đoạn này nữa, bởi vì nói là giai đoạn này thì chúng ta không có cái tác dụng gì ở giai đoạn này. Nhưng nếu ta đang nói là nói để giai đoạn này á, thì phía này là mình có nói cho khách hàng mua này, 22 tháng 3 này, 22 tháng 3 đã có mua này, và mua ở phút thứ 14:25 bởi vì cổ phiếu nó kéo lên đúng không, ở cuối phiên rồi, và hôm nay thì có một lời nhuận đồng cáo ok rồi đấy. Tất nhiên lên những vùng trên này nó cân bằng là rất cao, nhưng mà chúng ta đã có một cái vị thế tốt, chúng ta có một phần lợi nhuận ok thì chúng ta không rất là dễ trong việc xử lý đúng không ạ. Đó là về Nam Kim thì đó là những cái cổ phiếu anh chị lưu ý. Còn bây giờ chúng ta không mua anh chị nhé, không mua được, không có điểm mua đâu, chúng ta muốn mua được chúng ta phải chờ thêm thôi xem là nó cân bằng thế nào. Còn cái nhóm ngành những cái cổ phiếu mình đã khuyến nghị thì bây giờ mình cũng đưa ra để trao đổi với anh chị một tí để anh chị có thể xử lý trong quá trình đầu tư. Đó là cổ phiếu trong nhóm rổ viên 30 thì MWG thì mình nói hôm qua đây, cổ phiếu này đáng là điểm mua phiên hôm thứ 6 vừa rồi, đây là một điểm mua, nhưng mà mình không cho mua bởi vì là thứ nhất là vùng cản khá lớn, cổ phiếu này là lên nó chậm, lên rủ mình không thích, mình không tham gia. Mặc dù hôm nay nó tăng khá ok nhưng mà quan điểm của mình thì cổ phiếu này mình không chơi. Trong rổ viên 30 thì mình có chọn con FPT thôi. Anh chị thấy đây, về FPT thì anh chị theo dõi video mình của nó rồi. Đấy, nó hình thành cái mẫu hình vái đầu vái. Và anh chị thấy rằng là phiên này là phiên mua này. Đấy, 18 tháng 3, bên mình vẫn có mua phiên ngay 18 tháng 3. Tất nhiên thì cũng không phải là mua cái giá cao thế này đâu. Mua cái giá ấy, giá lúc là nó đã phát triển cái xu thế và nhìn được khối lượng và nhìn được cái mức độ tăng giá là mình đã cho lấy rồi. Hiện nay có một cái lời nhuận đồng khảo ok, an toàn đúng không ạ? Còn bây giờ lên những vùng trên này nó cân bằng là rất cao, khả năng nó cân bằng là rất cao. Có thể 100.000 hoặc là 99.000 như đây nó có thể cân bằng. Đấy. Khả năng nó rất cao, nhưng mà anh chị có thì anh chị cứ cầm thôi. Ngoài ra cả cổ phiếu khác như là con Daisy Won chẳng hạn thì những giai đoạn này mình phân tích cho anh chị thấy rồi, có lời nhuận ok nha anh chị, với những cổ phiếu này có anh chị cứ cầm nhá, có thì cầm thôi. PTB đấy, thấy chưa, mình cứ nghĩ là cổ phiếu này nó sẽ cân bằng test lại vùng đỉnh 120, nhưng mà khả năng đấy nó sẽ cân bằng ở vùng đỉnh này luôn, vùng 122.5 này luôn đấy, khả năng cao như vậy. Còn bây giờ những cổ phiếu này anh chị cũng không nên tham gia nữa bởi vì không có cái điểm vào. Còn bên mình lấy từ những giai đoạn này và anh chị theo dõi video thì mình nó lấy từ những giai đoạn này. Rồi là cổ phiếu tiếp theo nữa là gì ạ? CSV anh chị nhé. Đó, CSV. CSV thì mình cho lấy từ những giai đoạn này. À, anh chị theo dõi video anh chị cũng thấy đúng không ạ? Phía này là lấy này. 22 tháng 3 này anh chị này, là phía này lấy này. Hiện nay có một lời nhuận là gần 20%. Đấy, gần 20% anh chị. Đấy, cổ phiếu này ok. Anh chị có anh chị tiếp tục cầm. Đấy. Các cổ phiếu khác đánh ngắn vừa rồi thì chúng ta có lấy nhá. Đạt Phương này. Đạt Phương này mãi của mãi hàng về. Và cổ phiếu này thì mình đã cho lấy từ vùng giá 80 công trừ đây anh chị thấy rồi. Và mãi hàng về rồi thì khả năng để lên vùng chỉ 90 thì anh chị cánh có thể là chốt một phần hoặc là chốt cả, chỉ tùy anh chị, còn lên đây chúng ta tùy vào cái khả năng và tùy vào kỳ vọng, tùy vào khả năng để anh chị cầm chiến lược của anh chị. Đấy, còn mình thì ở làm video thì mình không hướng dẫn anh chị cụ thể được. Phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng nó đạp xuống sau đó kéo lên. Đấy, và ở vùng giá này thì chúng ta hiện nay vẫn có một mức lãi nhỏ nhỏ đúng không ạ? Đấy, có thể anh chị nào đủ cao hơn thì huê vốn hoặc là lỗ nhẹ thôi. Còn cổ phiếu này là mãi phiên mãi hàng về rồi, ok rồi. Tiếp theo là ACV. Đấy. Ta lấy từ những vùng giá này thì bây giờ vẫn đang huê vốn, cổ phiếu này chưa lên thôi. Đấy, cổ phiếu này mãi hàng về anh chị nhé, mãi hàng về. Rồi là anh chị tùy xem thử là cổ phiếu này sẽ thanh khoản được bé, do anh chị cần phải cân nhắc tham gia tỷ lệ nhỏ. Mình là khi mình khuyến nghị là mình đã nói rồi, mình nói chi tiết rồi. Còn anh chị có anh chị cứ cầm thôi. Để nếu mà lỗ thì anh chị cắt thôi, còn mãi hàng về thôi. Tiếp theo là còn ri.
Rồi, bây giờ có anh chị không? Để khả năng để quay về test đỉnh này có thể xảy ra hay không thì chúng ta chờ thôi. Để đối với anh chị chưa có, còn anh chị có thì anh chị cứ cầm thôi. Được chưa? GEG. Rồi, mua từ cổ phiếu nào mãi hàng về anh chị ạ. Đấy, và cổ phiếu này bây giờ anh chị có anh chị cứ cầm thôi, mua từ phía này này. Đấy, 24 tháng 3. Làm video mình có nói rồi, đúng không ạ? Còn lên những vùng này nó cân bằng hay là vượt đỉnh, nó vượt đỉnh luôn thì chúng ta chờ đợi thêm thôi, chúng ta chưa biết được. Đấy. Còn khả năng là những cổ phiếu này là có lợi nhuận nó sẽ khá ok, mãi hàng về rồi. Còn hôm sau thì mình sẽ không nói trở lại nữa đâu nhá. Con này thì lâu anh chị này, con ghét này thì lâu này. Hôm mình có nói là cánh vùng giá 40 này là anh chị lấy được. Và cổ phiếu nào mình đưa ra khuyến nghị thì mình có nói anh chị rồi. Chấp nhận thua lỗ có thể xảy ra, với những cổ phiếu này mình nói có thể là nó với vùng giá 38. Đấy, hôm nay nó nhấn về 38 một tí đó nó kéo lên. Đấy. Anh chị lưu ý nhé, và khối lượng hôm nay cũng khá lớn. Cổ phiếu này theo hôm trước mình khuyến nghị thì mãi là hàng về thì anh chị cắn cứ theo phiên anh chị theo có thể cơ cấu ra, có thể cắt lỗ nhẹ nhá. Rồi là con quýu chẳng hạn, anh chị biết rằng thôi. Đấy, rất ok, đúng không ạ? Anh chị có chúc mừng anh chị thôi. Mình nói về dòng dệt máy một tí là hôm trước mình có khuyến nghị, hôm nay mình sẽ phân tích lại để anh chị thấy. Dệt máy đâu rồi? Dệt máy là gì ạ? View này, có anh chị cầm này. VGT mình cũng khuyến nghị từ phiên mua này này. Đấy. Hôm nay là phiên T2 đúng không ạ? Là T1. Cổ phiếu này khả năng nó vượt đỉnh là rất cao, vượt vùng đỉnh này này. Tất nhiên cổ phiếu này kháng cự khá lớn. Đấy, anh chị lưu ý, anh chị có anh chị vẫn cầm được. TNG này, hôm nay đã ok này, thấy chưa? Đấy, từ vùng giá 34 này mình đã nói rồi đúng không? Mình là vùng giá 34 mình đã khuyến nghị. Bây giờ nó vượt đỉnh khối lượng lớn thế này nó khá ok. Cổ phiếu này ngay kia là hàng về, ngay thứ thứ tư là hàng về thôi. Đấy. Thế về dòng dịch máy hiện nay nó vận động khá tốt. Rồi là các cổ phiếu khác, ví dụ như là mình đã nói là TV2. Đấy, TV2 thì nó đang nằm trong vùng giá này. Mua hôm qua, đúng không ạ? Hôm nay mới T1. Đấy, cổ phiếu này thứ tư hàng mới về. Nhưng mà anh chị có anh chị vẫn cứ cầm được. Thứ nhất là hàng chưa về, thứ hai là chúng ta chưa thua lỗ gì cả. TV2. Thứ ba nữa là cổ phiếu IDC. Đấy. IDC thì hôm nay nó khá xấu, khối lượng giảm khá nhiều và biến đồ khá lớn. Đấy, và hiện đang lỗ nhẹ nhẹ rồi. Đấy, hãy căn cứ vào phiên ngày mai xem tình hình thế nào cổ phiếu này đến phiên thứ tư cổ phiếu này hàng mới về. Đấy. Rồi là cổ phiếu nào nữa này? Đường Quảng Ngãi anh chị ạ. Đó QNS. Đấy, QNS thì mãi hàng về này. Đấy, vùng giá 48 mình cho mua này. Và anh chị thấy rằng là 48 cho mua thì hiện nay mày ạ. 48.2 48.7. Nó trong lại là lời chứ nói mãi hàng về rồi, khả năng để nó đi lên là khá cao thôi. Đấy, thì đó là một số cổ phiếu mà mình đã phân tích cho anh chị. Đúng không? Không biết thiếu cổ phiếu nào đâu không nhỉ? Gần như là đầy đủ rồi đấy. Gần như đầy đủ. Thế nói chung là cái chiến lược giao dịch thì quan điểm của mình nha anh chị, nếu những cổ phiếu ví dụ như dòng phân bón hoặc là dòng thủy sản chẳng hạn, anh chị có thì anh chị cứ cầm làm những cổ phiếu trụ cột cho danh mục. Còn những cổ phiếu nào mà lỗ nhẹ hoặc lỗ vừa phải nào đó thì anh chị cũng cũng nên nên cắt, đúng không? Nên cắt chuyển đến danh mục. Và đặc biệt thì mình thấy rằng là cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí lúc này mình phân tích rồi, anh chị nên cân nhắc để mà tham gia để kiếm một cái lợi nhuận. Còn bây giờ chúng ta không nên đú vào cả cổ phiếu như thủy sản hay là bán lẻ hoặc là như gì ạ đàm là lên rất cao anh chị, không có điểm vào thì không chơi được. Một nhóm đường khá tiềm năng nữa đó anh chị biết rằng là con dầu khí, xin lỗi, con bảo hiểm anh chị nhé. Bảo hiểm từ những vùng này mình cũng khuyến nghị này, 40 này, BMI mình nói là 40 này là có khuyến nghị này. Tất nhiên thì hôm nay nó không không tăng nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó vẫn đang vận động theo xu thế cũng khá ok, đúng không ạ? Khả năng để nó vượt cái vùng này là rất cao. Nó dòng bảo hiểm mình chỉ khuyến nghị con này thôi, BMI thôi. Còn BVH thì mình không khuyến nghị bởi vì nó trong rổ phiên 30 là một. Thứ hai là nó khá lỏng lẻo cho nên mình không tham gia, không khuyến nghị. Đấy, trên đây là một số nhận định của mình của 6 phiên giao dịch hôm nay. Anh chị mình theo dõi video, anh chị nhớ nếu thấy mình phân tích nó hay, nó có ý nghĩa thì anh chị nhớ cho mình một nút like, một subscribe. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong những video lần sau nhé.